Quang Trọng nhá. Hay lắm em ơi, hay lắm. Tuyệt vời luôn. Chúng ta cũng biết là khi mà chúng tôi gửi gút cái danh sách cuối cùng của tuyển Việt Nam thì chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ, đội ngũ bác sĩ rất là kỹ, chúng tôi cũng trao đổi với lại cái ban huấn luyện. Thế thì chúng ta biết là cái cổ chân, cái vết mổ của Đình Trọng ở cổ chân hoàn toàn không có vấn đề gì, cho nên chúng tôi bắt quyết định là giữ Đình Trọng lại. Khi mà giữ Đình Trọng thì chúng ta cũng biết là đối với Đình Trọng thì chúng tôi quyết định là gì, có thể là Trọng không thể chơi được những cái trận đầu tiên, nhưng mà ở trận Brunei, trận Indonesia, chúng tôi sẽ đưa Trọng vào để từ từ làm cho khiến giúp anh quen với lại cái khối lượng và cái cảm giác bóng. Và cái việc mà sử dụng Đình Trọng cuối cùng ở trận Thái Lan, ở trận quan trọng thì đó thực ra nó đã là cái kế hoạch ngay từ đầu của chúng tôi rồi. Lý do dùng Đình Trọng trong cái hiệp một, lý do là thế này: chúng ta cũng biết là Thái là một cái đội nó họ là kình địch của chúng ta, và chúng tôi dự tính là có lẽ là Đình Trọng chỉ chơi được khoảng 60 phút thôi, sau đó thì chúng ta sẽ tính phương án tiếp. Nhưng mà không ngờ là Trọng chơi tốt đến 90 phút. Hôm nay chúng ta đá và chúng ta không thua bàn, không thua, chúng ta không thua bàn nào cả. Cái quyết định này tôi xin khẳng định lại rằng là nó được trao đổi rất kỹ với ban huấn luyện, với đội ngũ bác sĩ, và kết quả của cái sự chuẩn bị có kế hoạch là từ cái việc đưa Trọng vào để trận Brunei, trận Indonesia, và cuối cùng là nhắm đến cái trận Thái Lan là trận ngày hôm nay. Chúng tôi xin nói thêm là cái cổ chân của Trọng, cái nơi mà Trọng là đã phẫu thuật ấy, thì không có vấn đề gì, nó chỉ là vấn đề ở chỗ khác thôi.